kinh tế đột quỵ, khúc ruột ngàn dặm ra tay cứu, thủ tướng chém gió thành tích ảo. Mới ngày 29 tháng 10, ông Phạm Minh Chính đã nổ về thành tích chống dịch là thành công, thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ. Bất chấp sự thật về vụ bơi bối chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á phơi bày ra đấy. Với vị thế chính trị đang vững, ông Phạm Minh Chính bất chấp lương tâm, nói lời ngược ngạo để mà tự ca ngợi chính mình. Vào ngày 4 tháng 11, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, ông Phạm Minh Chính lại một lần nữa làm công tác tuyên giáo thay vì giữ vai trò hoạch định chính sách. Tại cuộc họp này, ông Chính một lần nữa nổ với những thành quả tốt đẹp trong năm 2023 sắp qua và vẽ ra kế hoạch cho năm 2024 sắp tới. Ông Chính có nói, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu năm 2023 tạo đà thuận lợi cho năm 2024. Đây là những gì ông Thủ tướng chém gió. Năm nào cũng như thế, chính sách lớn nhất của chính phủ là chính sách tài khóa. Trong chính sách tài khóa, ông Thủ tướng sẽ chỉ đạo các bộ, ban ngành thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Được biết, chính sách tiền tệ bơm hút tiền qua hệ thống ngân hàng và các thị trường tiền tệ khác. Tùy chính sách nào cũng có độ trễ nhưng hiệu quả của chính sách tiền tệ vẫn là nhanh so với chính sách tài khóa. Nó được xem là liều thuốc cấp cứu cho nền kinh tế rất hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước thì nền kinh tế còn phụ thuộc vào chính sách tài khóa do thủ tướng chính phủ thực hiện. Nếu chính sách tài khóa mà không triển khai hiệu quả thì sẽ tạo ra mâu thuẫn với chính sách tiền tệ, làm cho tính hiệu quả của cả hai chính sách đều giảm đi. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nền kinh tế của Việt Nam đã trở nên ẻo uột, không thể khá lên được. Bỏ qua những lời ông Phạm Minh Chính tung hồ, hãy đi vào thực tế được đăng tải từ báo chí trong nước thì sẽ rõ thực hư bức tranh của nền kinh tế Việt Nam và thực hư về năng lực điều hành nền kinh tế của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là những gì ông Chính làm được. Vào ngày 4 tháng 11, tờ báo Kinh tế Sài Gòn cho biết giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng chỉ đạt 52% kế hoạch. Năm 2023 đã đi qua tới 83% đoạn đường, mà vốn đầu tư công chỉ giới giải ngân được có 52%. Điều này cho thấy bộ máy chính phủ đang rất tệ hại. Xã hội cần vốn, cần việc làm để kích cầu nền kinh tế mà tiền thì cứ bị nghẽn lại, thì kinh tế làm sao phát triển cho nổi. Hãy quên đi những con số tăng trưởng có cánh, người Sài Gòn hãy dạo vòng quanh các thành phố thì sẽ thấy kinh tế tiêu điều như thế nào. Đường Lê Lợi, quận 1, thời có tiền cũng chưa chắc thuê được, thì nay điều hưu khách trả mặt bằng hàng loạt vì kinh doanh không hiệu quả. Nhiều khu vực khác cũng tương tự như thế. Đấy là hình ảnh thực tế đang diễn ra khắp nơi nơi. Năm nay có khả năng kiều hối về Việt Nam lên đến 20 tỷ đô la Mỹ. Nếu trừ đi thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, một số chuyên gia ước tính mức sinh lời của nền kinh tế thuần Việt Nam thua rất xa lượng kiều hối gửi về. Lượng kiều hối tương đương với 5% GDP mà có thể tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 không đạt được tới mức này. Vậy thì nếu tách bỏ khối FDI ra nền kinh tế của Việt Nam thì lại có thể kiếm ra một lượng tiền bằng lượng kiều hối cho được. Cho nên có người nhận xét, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 đã bị đột quỵ, nhưng nhờ khúc ruột ngàn dặm đưa tay ra cứu giúp. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính như cái thủng rỗng thì kêu rất to. Nền kinh tế Việt Nam đang sống nhờ vào kiều hối và vốn FDI, cả hai nguồn vốn này hầu như chịu tác động rất ít bởi chính sách của chính phủ. Khả năng điều hành kinh tế đất nước của ông Phạm Minh Chính như thế nào thì cần phải quan sát thực tế. Không nên đánh giá qua những con số mà chính quyền thông báo bởi nó không phản ánh đúng với thực tế. Cho nên câu nói đừng nghe những gì Cộng sản nói mới thành chân lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo d với bản tin Kinh tế đột quỵ, khúc ruột ngàn dặm, ra tay cứu Thủ tướng chém gió thành tích ảo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khi tòa án nhân dân là tòa ác nhân, khi sa thần thêm được tung hồ. Tòa án nhân dân là một cụm từ gây khiếp sợ cho không biết bao nhiêu người dân Việt Nam vì chính cái tòa án này đã gây ra rất nhiều các vụ nỗi hoàn hàm oan. Với việc thừa nhận bằng chứng mua ngoài chợ về để bị kết án tử hình cho Hồ Duy Hải, thì ông Nguyễn Hòa Bình tranh án Tòa án nhân dân tối cao là kẻ đã ra tay sát hại một con người. So với hung thủ thật sát hại hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi, thì ông Nguyễn Hòa Bình còn tàn ác hơn mà còn tồi tệ hơn khi ông Nguyễn Hòa Bình khạnh khạng trong vai trò là quan tòa, kẻ có quyền nắm sinh mệnh của người khác. Khi tòa án làm điều ác. Khi quan tòa đạp lên quy trình tố tụng hình sự thì việc làm của họ còn đáng sợ hơn cả những tên sát nhân máu lạnh. Bởi những tên sát nhân gây án xong thì phải bỏ trốn, còn quan tòa cấp cao xử án oan xong biến nó trở thành một thứ án lệ khiến nhiều quan tòa khác cũng làm theo. Từ đó, cái ác được nhân rộng dưới sự bảo kê của pháp luật và người dân Việt Nam vô tội cứ thế mà bị tống vào tù. Đầu chỉ có Hồ Duy Hải bị xử oan tội giết người, mà còn có Nguyễn Văn Trường và Lê Văn Mạnh. Trong đó, tử tù oan Lê Văn Mạnh đã bị gọi là tòa nhân dân ấy cho xử tử, bất chấp bản án có dấu hiệu oan sai ngoài ba tử tù oan được xã hội lên tiếng thì có lẽ còn rất nhiều tử tù oan khác cũng đã phải chết tức tuổi bởi những phiên tòa tệ hại như thế khi tòa án mà đạp lên quy trình tố tụng nó trở thành vũ khí giết người đáng sợ nhất khi đó không nên gọi là tòa án nhân dân mà nên gọi là tòa ác nhân dân mới đúng thường thì khi người ta thiếu thứ gì sẽ thèm khát thứ đó ngành công an thiếu đi sự tử tế nên họ rất thèm khát được xã hội thừa nhận rằng họ là lực lượng biết vì dân vì thế năm nào ngành này cũng lợi dụng những kỳ thi tốt nghiệp của học sinh để giàn dựng cảnh công an giúp học sinh ngủ quá giờ đến trường đúng giờ ngoài ra ngành này cũng thường giàn dựng các hình ảnh cảnh sát giao thông giúp người già qua đường công an giúp nông dân gặt lúa khi không còn được người dân thừa nhận thì tòa ác phát động sáng tác nhạc tự ca tụng chính mình ngành tòa án cũng không kém cạnh tranh so với ngành công an. Họ đã xử ác với dân không biết bao nhiêu vụ. Mặc dù ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định trước truyền thông là không có án oan, nhưng chẳng ai tin cả. Vụ án Hồ Duy Hải do chính ông ta sở là một vết nhơ không thể rửa được. Vụ án này đã gắn cái chết với sự nghiệp chính trị của ông tranh án Quốc Quảng Ngãi. Vào ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình tranh án tòa án nhân dân tối cao lại cho cơ quan của ông phối hợp với hội nhạc sĩ việt nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về tòa án nhân dân các hội đoàn do nhà nước thành lập sống bám vào ngân sách nhà nước và hội nhạc sĩ trẻ cũng thế đã làm ăn bám vào ngân sách thì phải làm nô bọc và đây chính là lúc mà hội nhạc sĩ thực hiện sứ mệnh đó thực tế thì hình ảnh của ngành tòa án đối với người dân đã quá tệ hại muốn lấy lại hình ảnh thì cần phải cải cách tư pháp theo chiều hướng tư pháp độc lập như ở các nước dân chủ chỉ khi có tư pháp độc lập thì tòa án mới công tâm bảo vệ được công lý tuy nhiên khi nói đến tư pháp độc lập thì đảng cộng sản lại điên cuồng chống đối họ dùng tòa án làm công cụ để tạo ra những bản án bỏ túi theo lệnh của đảng để họ dễ bể cai trị người dân Toán nhân dân của Cộng sản tham gia vào những phiên tòa xử nhuốm màu tội ác với những người bất đồng chính kiến, những người mà Đảng luôn muốn triệt hạ. Để rồi từ đó sự tàn ác lan qua những vấn đề xã hội khác mà như người dân đã chứng kiến qua vụ Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, vân vân. Ông Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa Nhân dân tối cao hiện nay ngành toán đang thèm khát được tung hô và họ nhờ đến hội nhạc sĩ nô no bộc không rõ có nhạc sĩ nào đủ can đảm để sáng tác ca khúc ca ngợi ngày này hay không nếu có thì những sáng tác ấy rồi cũng để cho ngành toán tự hát và tự sướng chứ không bao giờ nhân dân thừa nhận sự tử tế của toán đảng cộng sản ngành toán Việt Nam chỉ là công cụ của Sa tăng mà thôi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Khi toán nhân dân là toán ác nhân, khi xa thăng thêm được tung hồ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d